Mấy nay sầu riêng Black Thorn hot rần rần luôn quý bà con nha. Và đang được bán với giá cũng khá là ok, 490.000 đồng 1kg sầu riêng Black Thorn. Bà con thấy một con số giá khủng khiếp. Đó là giá Hằng Anh mua lẻ. Còn giá mà nếu mà chúng ta mua số lượng nhiều thì nó sẽ mua tại vườn thì nó sẽ như thế nào? Thì theo kinh nghiệm của Hoàng Anh thì nếu mà bán lẻ là 490 thì mua tại vườn cũng khoảng tầm khoảng 300 hoặc là tầm khoảng 250.000 đồng 1kg. Và trong video ngày hôm nay thì Hoàng Anh muốn chia sẻ với bà con chúng ta về năng suất của sầu riêng Black Thorn. Sầu riêng Black Thorn có thật sự là có năng suất hay không, để quý bà con chúng ta dễ dàng nắm bắt được cái yếu tố này để chúng ta quyết định chúng ta có trồng sầu riêng Black Thorn hay không. Ngày hôm nay thì rất là không có may mắn vì hủy miết mấy hôm nay mà thấy chưa, nó chưa có chín rồi con. Để Hoàng Anh sẽ khui cái trái sầu riêng Black Thorn này vào một cái video khác, rất là mong quý bà con chúng ta thông cảm. Còn trước khi nói về năng suất thì chúng ta cũng cân cái trọng lượng của nó. Sầu riêng Black Thorn cái mẫu trái này là mẫu trái nhỏ, nhưng mà con hàng này hàng loại 2, hàng nhỏ. 1,6 kg, 1,6 kg 80. Đó, bà con thấy hàng này hàng loại nhỏ chứ không phải là sầu riêng Black Thorn là nó có 1,6 kg đâu nha. Rồi, ký rưỡi. Thì sầu riêng Black Thorn với những cái vườn mà Hoàng Anh từng cắt và Hoàng Anh từng đi á, thì Thanh Quân thấy hào sầu riêng Black Thorn trái nó cũng gọn gọn, tròn tròn, gọn gọn. Thì dao động tầm khoảng 2 kg tới 3 kg nha bà con nha, là trọng lượng trung bình. Thì trọng lượng trung bình của sầu riêng Black Thorn Hoàng Anh tính chia ra thì Hoàng Anh tính tầm khoảng là 2,5 kg cho một trái nếu bà con chúng ta chăm sóc tốt. Thì ở đây Hoàng Anh cũng có nhiều quý bà con chúng ta gửi hình về cho Hoàng Anh xem về sầu riêng Black Thorn đó. Thì bà con thấy sầu riêng Black Thorn cái trọng lượng của một trái nó không có nặng như sầu riêng ri với sầu riêng thái. Nhưng ngược lại thì cái trái nó rất là sai. Đây bà con thấy trái cực kỳ sai luôn nè. À, hồi nãy Hoàng Anh có nhờ anh Nghi ảnh đếm mà anh ước chừng tầm khoảng 50 trái. Nhưng khi Hoàng Anh đếm kỹ lại một lượt nữa, Hoàng Anh nó ra tầm khoảng 70 mấy trái bà con. Qua khoảng 70 mấy trái cho một cái cây cũng còn, cây này thì cũng còn tơ lắm, em này còn bé bỏng, còn thanh xuân lắm bà con. Em này còn thanh xuân lắm, em này còn rất là tơ, cũng khoảng mùa này tầm khoảng mùa đầu hoặc mùa số 2 chứ không phải là cây trưởng thành mà đã sẵn sàng cho gia đình mình là 70 trái cho một năm rồi. Bà con thấy cũng được hè. Nhân 2,5 kg thì nó ra mùa bói mà nó ra được 175 kg nha bà con, cho mùa bói. Và dĩ nhiên cây của chúng ta càng ngày càng trưởng thành, nhánh cái càng ngày càng mọc ra nhiều hơn và cái sức sinh trưởng mang trái của nó sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Thì Hoàng Anh thấy sầu riêng Black Thorn thì cái về cái năng suất của nó thì cũng không có thua kém gì đâu nha bà con nha, không có thua kém gì những cái loại sầu riêng như ri hoặc thái. Ri hoặc thái thì mỗi năm như vậy thì có thể một cây như vậy tầm khoảng 200 tới 300 kg. Và sầu riêng Black Thorn mùa bói đã cho 175 kg thì rồi, thì Hoàng Anh nghĩ là tới cái thời điểm mà cây mà nó trưởng thành thì cũng khoảng cho chúng ta 200 tới 250 kg. Nhưng được cái là sầu riêng Black Thorn về cái phần giá thì nó sẽ sao ạ? Giá thì nó sẽ nhỉnh hơn, cao hơn so với sầu riêng ri và sầu riêng thái một chút nha bà con nha. Giá thì nó sẽ nhỉnh hơn và cao hơn. Bà con thấy cái bãi phía sau lưng Hoàng Anh coi như là cây ghép lô dạy vô 5.000, 10.000 mà ghép nhiều bãi luôn đó. Mà lúc nào sầu riêng Black Thorn của Willow Farm cũng được ưu ái và cho đi rất là nhanh. Đây cây sầu riêng Black Thorn khi mà hàng một cây đọt, đây là hàng một cây đọt nhưng mà con và chuẩn bị đi có dán tem xong rồi và chuẩn bị giao hàng. Black Thorn bây giờ nó ghép không có kịp quý bà con chúng ta đặt hàng á, nên Hoàng Anh thường hay giao hàng một cơi. Và Black Thorn cũng giống như Musakin, hàng một cơi thì nó chưa có chia đều, nhưng hàng hai cơi thì bắt đầu nó sẽ nhú ra những cái nhánh tiếp theo rồi nè, nó nhú theo những cái phương còn lại để đảm bảo cho cây của chúng ta có nhiều tai chi xoay tàn tứ diện để mà có thể giúp cho quý bà con chúng ta tối đa hóa năng suất nha quý bà con nhé. Thì như vậy thì nếu chúng ta đề cập với năng suất của sầu riêng Black Thorn có cao hay không thì Hoàng Anh nói là nó năng suất của nó là dạng trung bình. Mẫu trái của nó mẫu trái vừa nhỏ chứ không có phải là mẫu trái nặng ký. Như là sầu riêng thái thì trung bình của nó khoảng 4 kg, sầu riêng ri trung bình của nó khoảng 3 kg. Nhưng mà đối với sầu riêng Black Thorn cũng như sầu riêng Musakin thì trọng lượng trung bình của một trái như thế này nó tầm khoảng 2,5 kg thôi bà con. Nhưng mà được cái bù lại là trái nó rất là sai. Và Hoàng Anh là người tiêu dùng thì Hoàng Anh thấy cái trái sầu riêng nhỏ nhỏ như vậy nó cũng dễ ăn hơn là một trái sầu riêng lớn. Trái sầu riêng lớn mua về cái nó hơi nặng tiền,
cũng như là ăn không có hết mà con, để tủ lạnh cũng được, nhưng mà thấy nó cũng không có vừa ăn á, nó không có, thấy nó hơi vượt cái mức nhu cầu của mình á, mình cũng hơi ngán, mình sẽ đi tìm cái trái gọn gọn vừa vừa thôi để mình ăn, để cho nó hợp túi tiền là như vậy. Còn về giá của cái trái sầu riêng Red Thorn, giống như hồi nãy giờ Hoàng Anh chia sẻ với bà con chúng ta rồi, thì giá năm nay thì tầm khoảng 300-350 hoặc là 250 là tối thiểu. Và khi mà sầu riêng Red Thorn càng ngày càng nhiều hơn thì cái quân bình giữa cung và cầu thì nó có thể là làm cho cái giá sầu riêng Red Thorn có thể giảm lại chút xíu. Nhưng mà Hoàng Anh thấy là sầu riêng Red Thorn bên Malaysia cũng như nhiều quốc gia khác thì cái thằng sầu riêng Red Thorn này được giá lắm mà con, giá khá là cao. Hôm trước có mấy người bạn cũng nhập sầu riêng Red Thorn từ bên Thái về để mà bán ở thị trường Việt Nam, thì Hoàng Anh thấy mấy anh chị đó là bán khoảng 1,5 triệu 1 ký. Còn trái sầu riêng Red Thorn ở tại Việt Nam thì bán giá tầm khoảng 490. Đây là Hoàng Anh mua 390 hay 490, để Hoàng Anh dở, Hoàng Anh coi lại, và con đợi Hoàng Anh chút xíu nha. Anh coi chính xác để Hoàng Anh báo cho quý bà con chúng ta luôn. Để bà con chúng ta có cái giá chính xác luôn. Bữa ơi. Để quanh xíu anh tìm nha. Đây là 490 mà con, 490 và cái này là 3,6 kg, hồi nãy là 1,5 kg anh nghe ha, 1,5 kg với 1,6 kg, 1,7 kg thì 2,2 kg, 3,2 kg mà không gà nó bị nhót nữa, gót sò trái, sò riêng trái nó sẽ bị nhót nha bà con nha, nó bị nhót nên là nó sẽ bị nhót, nên thường là chúng ta thấy là chúng ta cắt nó tầm, đối với sầu riêng Red Thorn cắt tầm khoảng 8 tuổi là Hằng Anh thấy là đẹp, 8 tuổi là thấy ok, càng treo càng nhót nha. Đây, cái mẫu mã sầu riêng Red Thorn thì bà con thấy cái phần đít của nó cũng tương tự như sầu riêng Musakin, nhưng mà cái chỗ hõm đồng tiền này nè, cái đồng tiền này nó sẽ hơi hõm vô xíu, nó ra 1 múi, 2 múi, 3 múi, 4 múi, 5 học á. Đây, 1, 2, 3, 4, đây vòng 5, 6, đây bằng này được, bằng này nếu mà trẻ ra chắc được 6 học 2 3 4, này 2 nữa phải không, này 1 nè, này miếng này có 1 à, khoảng 6 học, nhưng mà mẫu này mẫu hơi nhỏ nên là cái ấy nó cũng không nhiều, cái cơm nó cũng không nhiều. Rồi đây 1, 2, 3, 4, 5, bảy à, không tới đâu, 5, 6 vậy, 6 à, cỡ 6 à. Sầu riêng Red Thorn thì nó được cái hay, rất là hay là mẫu trái của nó tròn, dễ làm bông làm trái, trái là rất cây, rất mẹ rất là thương con, không bao giờ thả trái bất chấp là đi đọt, rất là thương con nha bà con nha, chỉ vì một cái nhược điểm duy nhất là cái trái, mẫu trái của nó hơi nhỏ thôi, còn ra là Hoàng Anh thấy nó là ưu điểm hết. Tốc độ sinh trưởng phát triển rất là nhanh, ông anh của mình trồng ở vùng Đồng Nai mới xuống cây xíu là thấy nó nhú đọt rồi này kia, đi ầm ầm rồi kia, rất là đã luôn. Và bạn này thì bà con trồng tốt thì nó cũng giống như những loại sầu riêng mà chúng ta đang trồng, tầm khoảng 4 năm ở miền Tây có thể bắt đầu làm bông làm trái, còn ở Tây Nguyên thì có thể là 5 năm. Tuy nhiên hiện tại bây giờ là do thấy cái giá trái nó khá là cao, cái nhiều quý bà con hỏi của anh chứ giờ cây anh được 3 năm rồi làm trái được không, ở miền Tây á hỏi 3 năm giờ làm trái được không, thì nói cây còn tơ anh làm trái chất lượng trái nó cũng không có ngon, tối thiểu là 3,5 năm anh có muốn sớm chợ đi chăng nữa ít nhất cũng có thể hơn người ta nửa năm thôi, chứ không có thể nào hơn được nữa, ép nó quá nó cũng không chịu, ép nó quá nữa giống như là người phụ nữ mà sinh con sớm quá bà con thì nó làm sao bà con, thì nó hay bị sức đề kháng nó sẽ hơi bị yếu và nó dễ bị bệnh thôi, vậy chúng ta tốn tiền nhiều hơn cũng vậy. Thì cái quan điểm quý bà con chúng ta thấy giá đang cao chúng ta cũng ráng chúng ta làm để chúng ta gom lại, thì Hoàng Anh đồng ý với chuyện đó, tại vì anh cũng nông dân, anh cũng hiểu và anh cũng muốn như vậy, nhưng bản chất là chúng ta thấy cái nào mà nó, chúng ta phải cân đối giữa cái được và cái mất, để chúng ta coi cái mất đó, được cái này nè mà mất cái này nè, chúng ta có chấp nhận được hay không. Nếu bà con chúng ta chấp nhận được thì chúng ta có thể tiến hành làm. Nhưng đối với Hoàng Anh thì mỗi một cái cây đều có linh hồn, thì quý bà con chúng ta cưng nó, nâng niu nó, trân trọng nó, đối xử với nó một cách công bằng, thì chắc chắn nó sẽ cho quý bà con chúng ta một cái nguồn năng lượng cũng như là một cái nguồn thu nhập tích cực. Và làm trái cây bà con chúng ta nhớ giúp dùm Hoàng Anh theo quy luật cung và cầu,
để mà vượt khỏi quy luật cung cầu đó thì bà con chúng ta cần phải tạo ra một cái chất lượng vượt trội cho khu vườn của mình. Ăn vô cái là nhớ hoài, giống như một cái người phụ nữ khi mà gặp không nhất thiết là phải đẹp, tại vì vẻ đẹp nó sẽ tàn phai theo thời gian. Hoàng Anh đang đứng ở ngưỡng cửa tuổi tuột dốc về nhan sắc, Hoàng Anh rất là hiểu. Năm nay Hoàng Anh 35 rồi, cũng dùng đủ mọi phương pháp để làm sao cho cái da mặt và cái body của mình nó không có bị theo thời gian. Ăn uống đồ này kia rất là kiêng khem, nhưng mà tích lũy mỡ thì cũng càng ngày tăng. Thì khi gặp một người phụ nữ thì người ta nếu mà chỉ dựa vào cái sức mạnh của nhan sắc không thì cái đó là một cái cũng rất là ok, nhưng mà nếu cái sức mạnh tiềm ẩn để mà thu hút những cái người xung quanh, cả giới tính nam và nữ và cả giới tính thứ ba luôn, là đó là cái sự trí tuệ và sự tinh tế của cái người phụ nữ đó. Và đối với đàn ông thì đó là sự lịch lãm và cái trí tuệ của họ. À, cái sự lịch lãm, cái trí tuệ và cả luôn cả cái tấm lòng của họ nữa. Và đối với trái cây cũng vậy bà con, chúng ta có ở bên ngoài có rất là nhiều vườn sầu riêng Musakin A, vườn sầu riêng Musakin của chú B, vườn của chú C, của chị L rồi này kia vân vân. Tuy nhiên nếu chúng ta làm ra được một cái chất lượng nó vượt trội và ăn vô là phải wow, phải nhớ, thì chúng ta sẽ thắng trong việc vượt lên trên khỏi cung và cầu. Cung và cầu nó sẽ tạo ra một cái giá bán cho thị trường mà người tiêu dùng có thể chấp nhận. Khi mà cung nhiều, hàng Musakim, Black Thor, Misa đồ nhiều, mà cái nhu cầu thị trường, cái người tiêu dùng người ta mua ít, thì chắc chắn là cái giá nó sẽ định vị thấp, nó sẽ hai đường giao nhau vậy ha. Nếu mà cầu nó lên cao mà cung nó ít đó, thì nó sẽ sao bà con? Giá nó sẽ rất là cao. Vậy thì chúng ta muốn vượt qua khỏi quy luật cung cầu, với lúc mà sầu riêng nó 40.000 ký mình vẫn bán được 100.000 ký, lúc sầu riêng nó 120.000 ký thì mình sẽ bán được nhiêu ạ? Mình sẽ bán ít nhất được 200.000 một ký. Tức là vượt lên khỏi quy luật cung cầu, tức là lúc nào cũng bán giá cao hơn giá thị trường. Thì chắc chắn là bà con chúng ta cần phải tập trung vào giá trị của sản phẩm. Vậy thì bà con nếu mà muốn tạo ra được chất lượng một trái sầu riêng Black Thorn tuyệt vời và kết hợp với một cái năng suất rất là cao, thì bà con chúng ta có thể kết hợp với Willow Farm để Willow Farm có thể chia sẻ với bà con chúng ta cách làm bông, nuôi trái làm sao để đạt được cái hiệu quả nhất bà con nhé. Loại này nói dễ thì dễ đó, nhưng mà nói khó thì vẫn khó. Tại vì để mà vượt hơn mức kỳ vọng, khi người ta ăn trái sầu riêng rồi người ta nhớ tới mình, thì chúng ta cần phải có phương pháp đúng đắn nha bà con nhé. Và đây là một cái loại cây Black Thorn là một loại cây năng suất trung bình, vừa phải, không phải là năng suất cao, nhưng giá trị của nó thì khá là cao, thì chúng ta có thể nhận được cái lợi ích từ cái việc này. Bà con chúng ta hãy cân đối trước khi chúng ta trồng nha. Rất biết ơn và hẹn gặp lại.